Sáng nay, 20 tháng 9, chính quyền huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết sau nhiều ngày mưa lớn, một số người dân địa phương đi rừng đã phát hiện một vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét dọc quả đồi sau thôn 56B, xã Đắc Pri. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng khảo sát và ghi nhận vết nứt có chiều sâu từ 1,5m đến 5m, chiều dài khoảng 120m. Nhiều đoạn đã có dấu hiệu sụt trượt, đường nứt mở rộng và ngấm nước, có nguy cơ sụt trượt trôi xuống phía nhà dân. Trước tình huống này, chính quyền xã Đắc Pri cùng đội biên phòng Đắc Rinh bộ đội biên phòng Quảng Nam đã cử lực lượng đến tận nhà vận động người dân nhanh chóng di rời. Hiện toàn bộ 11 hộ đồng bào với 41 khẩu cùng tài sản đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng biên phòng đang theo dõi vết đất, xử lý các tình huống phát sinh nếu có. Sáng nay, chính quyền huyện Nam Giang cũng đã tiếp cận hiện trường để tính toán các phương án xử lý tiếp theo.